Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề ASIC. Tính chất khoa học của ASIC. Các em quan sát thí nghiệm sau. Chuẩn bị các mảnh nhôm đã được đánh sạch và cốc chứa dung dịch HCl. Cho vào ống nghiệm vài mảnh nhôm đã đánh sạch. Sau đó, cho vào ống nghiệm chứa các mảnh nhôm đánh sạch 1-2ml dung dịch HCl. Quan sát hiện tượng xảy ra, chú ý trên bề mặt mảnh nhôm. Sau một thời gian, rơi vào ống nghiệm, chúng ta thấy ống nghiệm sẽ nóng lên. Vậy thí nghiệm này cho chúng ta biết được gì về tính chất khoa học của ASIC? Trước hết, chúng ta tìm hiểu khái quát về ASIC. ASIC là những hợp chất tạo ra ion H cộng. Xét về tính chất hóa học, ở lớp 8 chúng ta đã biết axit làm đổi màu dễ quỳ tím. Nếu các em nhỏ một giọt dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng hoặc các axit khác lên một mẫu giấy quỳ tím, chúng ta sẽ thấy giấy quỳ tím chuyển từ màu tím sang màu đỏ, và thí nghiệm này cũng dùng để nhận biết các dung dịch axit. Lúc nãy chúng ta thấy HCl có thể tác dụng với Al. Hiện tượng là nhôm bị hòa tan, đồng thời có bọt khí không màu bay lên. Bạn nào giỏi hơn thì có thể bổ sung thêm hiện tượng là thí nghiệm tỏa nhiệt. Phản ứng xảy ra như sau. Al đã đổi chỗ với H, liên kết với gốc Cl. Al hóa trị 3, Cl hóa trị 1. 3 với 1 không đơn giản được, chúng ta đưa chéo xuống. Nên sẽ xuất hiện số 3 ở chân của Cl. 1 đưa xuống chân Al chúng ta không viết, nên công thức của chất tạo thành là AlCl3. Đây là công thức khoa học của muối. Khí thoát ra đó chính là khí H2. Các em lưu ý, axit HNO3 và H2SO4 đặc tác dụng đối với nhiều kim loại, nhưng không giải phóng khí hydrogen. Dung dịch axit HCl và H2SO4 loãng chỉ phản ứng được với các kim loại đứng trước hydrogen trong dạng hoạt động hóa học của kim loại. Từ đó chúng ta kết luận các axit có thể tác dụng với kim loại trước H tạo muối và H2. Với các base, axit sẽ tác dụng dễ dàng. Ví dụ như chúng ta cho COOH 2 lần tác dụng với dung dịch sulfuric acid H2SO4 sẽ thấy hiện tượng chất rắn COOH 2 lần bị hòa tan tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Phản ứng xảy ra như sau. CO đã đổi chỗ với H liên kết với gốc SO4. CO hóa trị 2, gốc SO4 hóa trị 2, 2 với 2 đơn giản hóa trị. Do đó chúng ta không đưa chéo xuống. H màu đen này liên kết với nhóm OH tạo thành nước. Sau đó các em cân bằng. Và tất cả các base đều có thể tác dụng được với acid. Từ đó chúng ta rút ra kết luận. Acid tác dụng với base sẽ sinh ra muối và nước. Phản ứng này được gọi là phản ứng trung hòa. Các em quan sát thí nghiệm sau nhé. Đây là bột Fe2O3 có màu nâu đỏ. Cho vào ống nghiệm một ít bột Fe2O3. Sau đó,
thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch HCl. Các em quan sát hiện tượng xảy ra. Lắc nhẹ ống nghiệm. Sau một thời gian quan sát lớp bột và sự chuyển màu của dung dịch, thí nghiệm vừa rồi cho chúng ta thấy acid có thể tác dụng được với các basic oxide. Và hiện tượng như thầy đã ghi lại cho các bạn thấy. Lưu ý, trong trường hợp này, Fe hóa trị 3, iron 3 oxide, cách đọc tên cũ là sắt 3 oxit. Trường hợp này Fe hóa trị 3 nhé, thì khi tạo sản phẩm các em không thay đổi hóa trị của Fe, vẫn giữ nguyên hóa trị của Fe là 3 la mã. Gốc Cl hóa trị 1, 3 với 1 chúng ta đưa chéo xuống. Như vậy sẽ xuất hiện số 3 ở chân của Cl. Số 1 đưa xuống không viết nên công thức của chất tạo thành FeCl3. Kim loại Fe là kim loại, Cl là gốc axit. Đây chính là muối. Và tất cả các basic oxide đều có thể tác dụng với acid. Theo nguyên tắc, acid tác dụng basic oxide tạo muối và nước. Để biết một axit mạnh hay axit yếu, chúng ta sẽ làm sao? Các bạn có thể lật sách giáo khoa ra, các bạn tìm hiểu phía sau bài axit. Trang 14. Một em có biết ba nhỏ. Lúc nãy chúng ta cho nhôm vào HCl, chúng ta thấy nhôm sữa bọt rất là mạnh, có thể tác dụng mạnh với kim loại. Còn ngược lại, cái axit nào mà phản ứng chậm với kim loại, người ta sẽ xếp cái axit đó là axit yếu. Axit mạnh thì phản ứng nhanh với kim loại, với muối carbonat và dung dịch nó dẫn điện tốt, dễ dàng phân ly cho ra H cộng. Từ các thí nghiệm đó, người ta rút ra kết luận. Dựa vào tính chất hóa học, axit được phân thành hai loại. Theo tính chất mạnh yếu nha, chứ không phải là loại axit. Là axit mạnh như HCl, HNO3, H2S4, vân vân. Các axit yếu mình hay gặp ở lớp 9 là H2S, H2CO3. Về nhà các bạn làm bài tập 1 và bài tập 2. Các em viết bài vào tập và làm bài tập nhé. Tạm biệt các em.